Dạ, xin kính chào cô chú bác và anh chị yêu thích mai vàng cũng như bonsai cây kiểng trên cả nước hết cô chú anh chị. Hôm nay thì kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang của mình có đến một điểm bán cây kiểng mới chỗ anh Tuấn Anh ở trong cái gần cái cầu Gạch Cam trên quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ mình nha cô chú anh chị nha. Thì cũng xin giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn một số giống mới, mong cô chú anh chị các bạn ủng hộ điểm bán mới trên kênh của mình ha. Bây giờ mình vô mình gặp anh Tuấn Anh để giới thiệu cùng cô chú anh chị mình clip hôm nay ha. Hồi nắng hồi có lấy nón lá đổi không? Okay. Rồi dạ, vô. Em chào anh Tuấn Anh ơi. Dạ chào ạ. À. Dạ chào cô chú anh chị ạ. À. Em và hôm nay em có về một số cây kiểng muốn giao lưu cùng cô chú anh chị, mong cô chú anh chị có yêu thích và ủng hộ cho em ạ. À. Dạ. Địa chỉ của em ở Long Hòa, Bình Thủy, Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0334303551, cũng là số Zalo. Dạ. Dạ. Đầu tiên mã số 1 là một cây thằng kỳ. Thằng kỳ này chắc cũng cả chục năm rồi anh ha. Cây này thường chậu lâu năm rồi nghe cô chú anh chị. Dạ. Cây mình tròn đều hết tàn hết. Phơm tàn tự nhiên, cây đang có trái rất nhiều. Này, trái chín luôn rồi cô chú anh chị nha. Yeah. Cây này á, mà cô chú anh chị có cốc có hạnh nhiều muốn ăn chơi ngọt ngọt ha. Mình ăn cái mình ăn vô là ngọt liệm luôn ha. Rồi, ngoài cho cái bộ đế cho cô chú anh chị coi báo thông số luôn. Đây, bộ đế đều 24 giờ. Mình ngay vị trí này em tính 15 ạ. Dạ. Này là một bộ đế nôm, mình đế nó khoảng 75. Chiều cao tổng của cây là khoảng 85. Tán ngang là 90. Tán rộng của cây là khoảng 80. Dạ. Cái hoành nó một cốt tới đọt luôn, dốc đọt dạ. Như cô chú. Cây này là cây tàn tự nhiên, không có chỉnh sửa gì hết. Dạ. Cây đang trái nhiều ha cô chú ha. Vừa chín vừa sống có ha, để ok luôn. Cây thường chậu lâu năm nghe cô chú anh chị. À, cái mã số 1 không anh hả? Dạ, mã số 1. Anh giao lưu nhiêu vậy? Mã số 1 em xin báo giá là 3 triệu 8. Bao dạ, 3 triệu 8 nha cô chú chị, dạ. Cái thần kỳ mà, nha cô chú. Nếu mà em ship thì em bỏ cái chậu này ra, em bó bầu cho cây nha. Tại vì cái chậu dạ. Cũng khá nặng. Dạ. 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 Là 3 khiên triệu xuống. 8 không anh ha? 3 triệu 8, khiên xuống dạ, bỏ ra cây luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ, mã số 2 là phô mai vàng nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo mã số 2 là một cây mai vàng, bông giảo. Dạ. Cây này em nuôi chậu được cũng được mấy năm rồi nghe cô chú anh chị. Dạ, mới xả tàn xuống. Dạ. Bông giảo nè. Bông giảo. 6 tới 10 cánh. Xin cho cái thông số luôn. Hoành ngang vị trí này là 24. Có một cái bộ đế nơm rất là khéo. Và hoành đế luôn là 80. Có một cây mà cắt cái nhựa mạnh quá. Cây rất là khỏe. Bộ đế nơm cao lên là khoảng 15. Chiều cao tổng của cây là 70. Dạ. Cây này thì nó đang ra chồi thôi, mình khỏi đo bóng tàn. Dạ. Đó. Sẹo kéo rất mạnh, cây rất là sung. Dàn đế nơm nha cô chú anh chị, mà cắt kéo nhựa phê luôn ha. Phơm tàn này mình về vô dây nữa là ngon ha cô chú anh chị ha. Cây gin ha cô chú ha. Cây gin. Cây này mình giao lưu nha, mã số 2. Mã số 2 này xin báo giá là 1 triệu 1. Bao phí ship còn quá. Cô chú anh chị, mã số 2. Dạ cây thuần chậu ha cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Em đổi cây luôn nha. Dạ mã số okay. 3. Cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Theo mã số 3 là một cây nguyệt quế. Dạ. Có một cái bộ đế rất là quái. Cây này cây thuần chậu nha. Đây là nguyên cái chậu em mới bó lại thôi. Dạ, tại vì cái chậu nó dở mới bó lại cũng chưa có thay chậu mới. Dạ. Dạ, có một cái bộ đế rất là quái. Dạ. Cây này em mới vô được một bước dây thôi nghe cô chú anh chị. Dạ. Xin cho cái thông số luôn, hoành nó cũng nhỏ thôi cô chú ơi. Hoành nó khoảng 9. Dạ. Này, bộ đế rất là tròn đều. Khoảng 32. Hoành dưới cái củ này thì nó khoảng 20. Chiều cao tổng của cây là khoảng 25. Tán ngang khoảng là 45, tán rộng cũng 40 luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Cây nguyệt quế. Cây thường chậu lo. Dạ, yeah, cây mã số 3 này em xin báo giá là 700k, em bao phí ship toàn quốc. Yeah, 700k nha cô chú anh chị nha. Cây này có dây sẵn á thôi. Yeah. Có một cái mặt cắt ngay đây nhưng mà nó kéo sẹo rất mạnh. Rồi, em đổi cây luôn nha. Dạ, mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 4 là một cây linh sam. Sam vô chậu sẵn rồi, cái này dạ, cây này là phơm cây bài nghe cô chú anh chị. Dạ. Đây, lùng lợp bonsai. Cái này bông trắng nha cô chú anh chị.
Bông này là hình như là bông hai màu đó, ghép bông hai màu. À, ghép bông hai màu. Dạ, yeah, nhưng mà thấy là cái màu trắng nó nhiều hơn. Dạ, đây là nó lên màu trắng này. Chung. Đây, cây phơm. Bên đây là màu tím thì phải. Đây màu trắng luôn. Đế điều 24 giờ. Tại vì trời mưa cái nó hơi dơ quá. Cây nó hơi dơ. Hoành là 18. Củ đế. Hoành củ đế là khoảng 49. Dạ. Yeah. Cây mình sửa theo cái dạng cây bài, vô được nước dây thứ hai rồi nghe cô chú anh chị. Chiều cao tổng nó khoảng 21. Dạ. Tán ngang nó khoảng 35. Tán rộng khoảng 30. Đây. Có một số cái chồi này là mình em đang để nuôi để cho nó kéo mặt sẹo, thành ra là không có cái tỉa xuống. Dạ, thả nó ra. Đây. Đế điều 24 giờ, một cây bonsai. Nó số 4 mình cho luôn nhiêu ạ? Tiếp theo mà số 4 xin báo giá là 3.8 triệu, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Linh Sam mã số 4. 4 cây 2 màu hả cô chú ha. Nhưng mà hiện tại nó mới ra có màu trắng. Dạ, cốt cành này kia nó cũng khá lớn rồi nghe cô chú anh chị. Dạ. Cái cốt cành của nó là nó khoảng bự hơn ngón tay hết rồi. Đây. Cốt ngọn này kia, cốt chi 1, chi 2 này kia nó cũng lớn hết rồi. Cây này nuôi cũng lâu nghe cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi. Rồi em đổi nha. Dạ, mã số 5 kim quýt nha cô chú. Số 5 là nha. Một cây kim quýt. Cây kim quýt dáng thế bonsai sẵn ha. Cây, yeah. Cây này cũng nuôi thường chậu rồi. Này về là mình chơi luôn ha cô chú anh chị ha. Cây này em cũng vô được nước dây thứ hai rồi nghe cô chú anh chị. Yeah. Yeah, xin cho cái thông số luôn. Quỳnh ngay đây đi. Quỳnh thân ngay đây là khoảng 7. Yeah. Quỳnh đế nó thì khoảng 35. À. Yeah. Chiều cao tổng nó là 50-55. Tán ngang nó là 45. Tán rộng nó là 35. Cây kim quýt mã số 5. Cây thường chậu không một cái bộ đế rất là quái. Dạ, mã số 5 kim quýt mình giao bao nhiêu anh? Mã số 5 này em xin báo giá là 700k, bao phí ship toàn quốc. Dạ, cô chú anh chị. Mã số 5 ha. Dạ, cây thường chậu nghe cô chú anh chị. Bóng tàn có đang có trái luôn. Đợi giùm em ha. Rồi. Dạ, mã số 6 nha cô chú. Rồi, theo mã số 6 là một cây trang vàng Pháp. Trang Pháp hả anh? Dạ, trang vàng Pháp, trên một cái chậu xưa nha cô chú anh chị. Dạ, cây này cốt lớn, hoành lớn ha cô chú ha. Dạ, cây này cốt rất là lớn. Những cây giang trang vàng Pháp mà cô chú anh chị kiếm những cái bệ như vậy rất là khó nghe cô chú anh chị. Dạ. Cây này đó thường chậu được 2 năm rồi nghe cô chú anh chị. Một bệ luôn ha cô chú anh chị. Củ bệ đặc. Dạ. Đây, quay cái chậu luôn cho cô chú anh chị coi. Đây là chậu xưa. Chậu độc sắc xưa. Chậu lành nguyên 100%, màu men rất là bóng, tại chủ nhà người ta chậu không có trồng. Dạ, yeah, đúng rồi. Đúng hết luôn ha. Bảo đảm là cô chú anh chị là hàng này hàng xưa. Dạ. Yeah. Màu xanh nhọc kiên thanh hay cô chú chị. Đây. Nó cũng chưa có mặt bông nhưng mà có đợt trước nó có ra bông thì em có gửi cho cô chú anh chị coi á. Cô chú anh chị nào có thích thì kết bạn Zalo em sẽ gửi hình mặt bông cho coi. Trang vàng Pháp. Đấy. Dạ, cái vành thì nó cũng hơi khó đo. Cái này là em chỉ đo cái củ đặt này thôi nha, chứ không mấy cái nhánh bên ngoài là em không có đo. Đây. Cái củ cái cốt đặt của nó là khoảng 40. Dạ. Cái vành đế mà nó vòng qua luôn bên ngoài này á thì nó khoảng 85. Dạ. Cái thân đại diện lớn nhất của nó thì trên này nó khoảng 13. Dạ, 13 nó thân đại diện nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao tổng của nó là khoảng 60. Tán rộng của nó là khoảng 60. Tán ngang khoảng 40. Cây thừng của lâu năm. Cái này mà vô thành phẩm mình về chơi liền rồi nha cô chú chị, đang lên bông nha. Nói chung là em mới vô được nước dây đầu tiên thôi. Dạ. Cây bông này cô chú chị nó lên nè ha, nó lên bông nè. Cây vàng Pháp. Dạ, vàng Pháp cây này mình giao lưu nhiêu vậy anh? Cây vàng Pháp mã số 6 này em xin báo giá là 7.5 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn cả chậu. Cô chú anh chị. Dạ. Dạ, mã số 8 là gì không ạ? Số 7. Mã số 7. Dạ, số 7 cây mai chiếu thủy nha cô chú anh chị. Dạ, một cây mai chiếu thủy. Chi nhạo cổ, này lá lớn. Lá lớn. Dạ dạ. Đây là cây chi nhạo cổ, cây đây,
cây bồ đế, một cái tai rất là lớn, tai nhậu cổ xưa. Dạ, xin cho cái thông số luôn. Vành thân ngay vị trí này là khoảng 23. Đây là vành đế thì cái cũ thì nó lớn hơn rồi đó. Vành đế nó khoảng 90. Chiều cao tổng của nó là khoảng 60. Cây này thì bóng tán này kia thì mình mới sửa. Tán ngang nó khoảng 60 luôn. Rộng nó khoảng 40. Đây. Cái vàng chi nhạo cổ rất là lớn nha cô chú anh chị. Đây cái co nhạo cổ rất là quái. Đây, nó ở đây. Cây rất là khỏe, sung. Dạ, mã số 7 mình giao luôn nhiêu ạ? Cây mai chú thủy lá lớn này em xin báo giá là 1,8 triệu, em bao phí ship toàn quốc, em bỏ cái chậu ra nha. Dạ. Dạ, tại vì cái chậu này chậu bê tông này kia cũng khá nặng á. Dạ. Dạ. Rồi, em đỡ luôn nha. Rồi. Dạ, mã số 8. Dạ. Một cây trang đỏ lá nhỏ ha. Một cây trang sen lá nhỏ. Trang sen. Dạ. Cây này cũng nuôi thường chậu luôn, cũng giáp năm rồi nghe cô chú anh chị. Có một cái bồ đế nơm rất là quái, cây kiểu cách bonsai. Dạ. Chưa vô dây, cô chú anh chị có thể vô dây thêm. Xin cho cái thông số luôn. Vành ngay vị trí này là khoảng 10. Vành nguyên cái cụm bồ đế nó khoảng 22. Dạ. Chiều cao tổng thì em lấy tính hết cái cốt thôi, cái ngọn đó mình về không có tính đâu. Khoảng 13. Dạ. Cái trang sen. Trang sen mã số 8 nha cô chú anh chị. Dạ. Mà cái này mình giao bao nhiêu anh? Cái này em xin báo giá là 800k, bao phí ship toàn quốc. 800k nha cô chú anh chị. Dạ. Đây cũ ha. Dạ. Rồi em đỡ luôn nha. Rồi. Dạ, mã số 9 nha. Mai tiếp theo mã số 9 là một cây mai chú thủy lá lớn. Dạ. Bộ đế đều 24 giờ. Dạ, cây này nó còn cái nhược điểm là còn hai cái mặt cắt khá lớn, một cái mặt cắt trên đầu ngọn. Đây. Mà cây rất là sung. Nhà một cái mặt cắt ở đây. Cái này những cái anh chị nào mà thích nuôi cây á, thì mình nên lấy cây này mình xuống bồn lên cho một thời gian sau cây nó khá đẹp. Dạ. Kéo nó kéo gì ha. Dạ, kéo rất là mạnh luôn. Cây rất là khỏe. Cây này là thần chậu nghe cô chú anh chị. Cây này chủ trước người ta đã nuôi với chậu chứ không phải là nuôi ở trên mô. 44. Vành thân khoảng 44. Vành sát dưới đây là khoảng 60. Dạ. Dạ. Vành tổng đế luôn. Đế đều 24 giờ nghe cô chú anh chị. Là khoảng 80. Dạ. Chiều cao của nó thì cái cốt tới cái mặt cắt chính của nó là khoảng 24. Cây mai chiếu thủy này em xin báo giá là 3,2 triệu, em bao phí ship toàn quốc. 3,2 triệu nha cô chú anh chị, mai chiếu thủy ha. Mã số số 9 nha. Dạ, số 9. Dạ. Rồi em đỡ luôn nha. Dạ, mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 10 là một cây linh sam 86 gin, cây thần chậu. Dạ, đang lên hoa nha quý cô chú anh chị. Cây tàn rất là đều tròn, tháng này tháng mưa nó sung quá em cũng chưa có thể kịp nữa cô chú anh chị. Mấy cây này dẹp mình để xung quanh đây. Cái tường đường ngon rồi ha. Một thân một cốt, thời gian chụp lắm. Hoành khoảng 8 nè. Dạ, hoành khoảng 8. 8. Chiều cao của cây là nó khoảng 42. Tán ngang nó khoảng 60. Tán rộng nó khoảng 40. Cây đang lên mặt bông. Anh xem một vòng xem cây nha. Rồi bây giờ em cho xem đế nha cô chú anh chị. Đế nè, nãy mặt bên kia mình không có thấy được ha. Bích quá. Cái này mình giao lưu nhiều với anh Tuấn Nga. Cây linh sam này em xin báo giá là 1,1 triệu, bao phí ship toàn quốc. 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Cây rất là tài tán rất là kia đều. Ok hết nha cô chú anh chị. Nó lên bông rồi nè ha. Rồi em đổi cho anh nha. Dạ, mã số 11. Cũng là một cây linh sam 86 gin. Linh sam 86. Dạ. Cây rất là sung khỏe. Vô thế sẵn hết rồi cô chú anh chị ha. Cây xin cho ha. Cái thông số luôn. Mình ngay đây khoảng 8. Cây này thì nó có cái củ lớn hơn cây kia. Mình củ nó khoảng 15. Chiều cao tổng của nó khoảng 37. Tán rộng nó khoảng 60. Tán ngang nó khoảng 35. Cây này thì em mới tỉa cách này khoảng được 1 tháng. Thành ra là nó tàn nó đỡ tùm hơn cây kia. Cây tàn rất là đều dày mịn.
Cây linh sam mã số 11 này em cũng xin báo giá là 1,1 triệu luôn. Dạ 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Bà phí xếp toàn quá. Một. Rồi. Đấy này cô chú anh chị nha. Đó, đấy. Rồi em đổi nha. Mã số 10. Tiếp theo mã số 12. Xin giới thiệu cho cô chú anh chị là một cây bạch mai miếng điện, cây ghim nguyên thủy 100% không ghép, cây ương từ hột. Dạ, bạch mai lá cẩm thạch. Cái hàng bạch mai này bên em cũng giao lưu rất là nhiều với cô chú anh chị nha, nhưng mà bên em chỉ chơi là hàng nguyên thủy. Dạ, không có ghép. Cái này là cây một cốt lên hai thân quyện nha cô chú anh chị. Một củ liền lên hai thân quyện lại với nhau. Đế thì nó còn ở dưới này cô chú ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình lên trên mình nhìn lá nha. Cây này em bao bông với cô chú anh chị là 8 tới 10 cánh luôn nha. Dạ. Cây này nó nở bông được 2 mùa nghe cô chú anh chị. Có nghĩa là em chia lại cách đây được 2 năm rồi. Cây nó có hình mặt bông hôm Tết em có chụp cho cây miếng điện ghim nha cô chú anh chị. Dạ. Cây bao hàng ghim cho cô chú anh chị luôn. Tàn thì nó thả tự nhiên ha cô chú anh chị ha. Dạ rồi, cho cái thông số luôn. Mình thăng ngay vị trí này là 10. Dạ, quanh là 10. Chiều cao tổng của nó là khoảng 95. Tán ngang là 75. Tán rộng là khoảng 55. Dạ. Cây bạch mai này em xin báo giá cho cô chú anh chị là 4 triệu đồng. 4 triệu nha cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc. Bạch mai ghim hết cô chú anh chị. Những cái hàng ghim này mình không thể nào so sánh với những cái mặt hàng ghép nha cô chú anh chị. Dạ. Cây rất là khó kiếm. Dạ. Cây này em bao hàng cô chú anh chị là nó trên 10 năm tuổi. Dạ. Dạ. Hàng bạch mai trồng rất là lâu lớn, chỉ có những cây mai ghép á, cái sức đề kháng của cái cây gốc ghép nó mạnh thì nó mới mau, còn nếu mà cây ghim trồng lâu lắm cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ mã số 13 nha cô chú anh chị nha. Dạ. Còn cây tiếp theo mã số 13 là một cây khế găng bonsai. Khế găng cây này rất là già, hoành lớn lắm cô chú anh chị. Dạ, cây này đem ta nuôi lâu năm lắm nghe cô chú anh chị. Dạ, chi tai cốt này kia, cốt số 1 này kia là nó đã rất là lớn luôn. Đây, cây này nó cứng hết rồi, đây là cốt ở ngoài, mới bẻ vô dây thêm. Dạ, chồi ngọn này kia nó cũng rất là lớn luôn. Cốt gió lùng lọt. Có một cái bụi đế rất là quái. Cho cái thông số luôn rồi quen dòng của chú anh chị coi. Mình thăng ngay vị trí này là khoảng 33. Trên này thì nó hơi nổi ra một chút. Một cái cây rất là quái, khoảng 38. Cái chiều cao tổng của nó là khoảng 52. Có một cái bộ đế đây cô chú. Cái bộ đế nó rất là quái luôn. Khoảng 85. Một cái bệ nó nằm ngang dài của nó là khoảng 33. Đây cốt cành nó rất lớn nha cô chú anh chị. Cây này thần trồng lâu năm của chú rồi. Nhờ đây. Ngoài cái bóng tàn đi anh quay qua cái mặt đế cho cô chú anh chị coi nha. Đây bên này có cái bộ đế cái bệt nó rất là khéo. À, anh cứ quay tổng tàn cái hồi em vô anh tả giùm em nha. À, đây tổng tổng thể cây nha cô chú anh chị nha. Đấy ha. Đây. Một cây bệt tai chân chi này kia nó cũng rất là lớn. Dạ. Cái này, này mình giao lưu nhiêu vậy anh hả? À, cái này em xin được phép là giữ giá cô chú anh chị nào có thích thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Dạ, hoặc là liên hệ Zalo, em không có báo giá qua đây. Dạ, rồi qua cho em cái nữa nha. Cây này thành phẩm về mình chơi là ra trái luôn ha cô chú anh chị ha. Nuôi chắc chừng vài tháng nữa là ra bông rồi. Em đổi cây nha. Dạ, mã số 14 nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 14 là một cây bông trang vàng dáng đổ ha. Dạ, một cây vàng bông kim, lá kim. Dạ, cây này cũng là cây cuối liếp. Dạ. Đây, phơm tàn. Ừ. Cây này, cái dây này em vô đây cũng khoảng được giáp năm rồi nghe cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Cây này vô sẵn mình về mình chơi thành phẩm luôn cô chú anh chị ha. Cây này anh mới tỉa lá cho nó ra lá mới phải không? Dạ đúng rồi, nó mới kết thúc được bông. Đó, rồi mới tỉa lá cách đây khoảng chừng một tháng trời là nó đã bung tuột ra hết đều cây hết. Đây bên đây nó có một số bông nó mới vừa nổi lên đây cô chú anh chị coi, một trang lá kim, trang vàng lá kim.
Nó kim bông kim luôn. Nhà tại vì cây cũng khá là to, thành ra là không có để lên bằng xây được. Đây chú này, đây. Quay kỹ cái mặt bông cho cô chú anh chị coi. Cúc chi trong này nha cô chú anh chị nha. Đang nhìn từ bên trong ha. Rồi anh xem thông số nha. Rồi qua đây cho cái thông số bên này. Đo cái chiều cao trước đi. Cái chiều cao tổng của cây là khoảng 43. Cái tán ngang của nó là khoảng 1 mét. Cây cũng khá là to cô chú ơi. Tán rộng của nang của nó luôn khoảng 1 mét cô chú ơi. Cái bóng tán mà cái tay đổ của nó xuống là khoảng 70. Quỳnh thân của nó là nó bây giờ nó nằm vậy em cũng khó đo quá. Em cũng không có vô được luôn. Cây rất là khó. Bọn hồi 15 cô chú ơi. Dạ. Hoành 15 hả cô chú? Dạ, hoành ngay đây 15. Đây một dạ, cốt anh lên. Anh lấy cái tay em mượn. Nó có một cái bộ đế và một cái bạch cũ giống như là một con rùa đó. Nằm từ bên đây qua bên đây. Đây. Nhìn cô chú anh chị coi. Một phăng lên và chia tay. Cái này mình giá bao nhiêu anh? Cây này em cũng xin được phép là giữ giá. Cô chú anh chị nào mình có thích đó thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Dạ. Em sẽ báo giá trực tiếp hoặc báo giá qua Zalo. Dạ. Đây rồi, cây cứu clip luôn ạ. Dạ, vậy em chào hết cho em luôn ha. Dạ. Cứu clip em cũng xin chào cô chú anh chị ạ. Cô mong cô chú anh chị có yêu thích thì ủng hộ cho em ạ. Dạ, dạ, xin chào ạ. Clip đầu tiên trên kênh ha cô chú anh chị ha. Cô dạ, chú anh chị yêu thương ủng hộ thì gọi trực tiếp với anh Tuấn Anh giúp kênh nha cô chú nha. Rồi em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem clip ha. Kính chúc cô chú anh chị các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình ha cô chú anh chị.